chứ đừng có sử dụng cái mà nghe ai nói gì cũng tin là không phải là con người. Con người phải có trí tuệ, trí tuệ thì dùng cái trí tuệ để mình xem xét rồi đó, ông Phật nói có đúng không, nước mình ông Trần Nhân Tâm nói có đúng không. Ông bây đây là những ông Trần Nhân Tâm thì cũng là gọi là Phật Hoàng, ông Thích Ca gọi là Phật Tổ, cái là đầu tiên cái đánh này ông thành Phật trên đầu tiên cái tên này chứ không phải. Còn nếu mà đầu tiên cái đất này Phật Tổ mà là Quan Âm Dương, cái đất vừa hình thành ra thì Quan Âm Dương thành Phật đầu tiên. Nếu mà tính ra đó, cứ 1 tỷ năm là 1.000 ông Phật tính đi. Giờ cái đất này mấy tỷ, gần 8 tỷ năm, thì bây giờ tính nhau ông Quan Âm Dương là thành Phật, ông Thích Ca là thành Phật, cao gần thứ 8.000 cái đất này. Để ông dạy, ông thành Phật để dạy cái này không có gì đâu, nhưng mà người tâm nghe người ta cứ mê chợt chắc cứ đi theo luân hồi vậy thôi. Chứ cái này nó đúng đâu, thực tế vậy. Mà ngày xưa nếu mà nào hồi nói hồi ông Thích Ca mới vừa thành đạo nói này không tin đâu, ông nói chuyện không nói mơ hồ. Mà bây giờ tới thời kỳ mạt pháp, mạt tư pháp này cái loại người nó chuyển qua thời kỳ nguyên tử và điện tử thì nói con này người ta rất công nhận, mà công nhận chỉ có 5% thôi. Còn mà 95% người ta cũng cúng tụng cầu xin lại được. Nó sai sai chỗ này, thành ra nó vẫn trượt lại. Ông dạy 5 pháp môn, 6 pháp môn thì ai tu cái gì thì phải nói cho ta biết, chứ không phải là bác bỏ. Ví dụ người ta muốn tu tịnh độ thì đúng là tu đều lên đó đó, ở 10.000 năm xuống đó. Bây giờ tại ta không hiểu, tưởng là tịnh độ ở đời đời, trong thế giới này không có cái chỗ nào đời đời hết à. Trong cái đất nhân quả này thì có cách không có chuyện nào đời đời mà phải đi theo cái quy luật đó hết. Đó là câu hỏi anh em có thắc mắc thì hỏi đi. Con xin cảm ơn chú ạ. Câu hỏi tiếp theo là khi ta tu thanh tịnh thì chúng ta phải có công đức, phải kiên tánh và phải có ham muốn được giải thoát. Vậy cho câu hỏi là phải ham muốn như thế nào, lời là ham muốn đúng? Cái ham muốn giải thoát đó là phải ham muốn như thế nào mới gọi là ham muốn đúng? Ham muốn thế nào thì đúng cái gì? Ham muốn giải thoát thì tôi muốn giải thoát, ai đủ thì đừng đi. Trong cái kinh này ai mời không đến, ai mời không đi. Bây giờ giải thoát thì ta đã nói cho mình là khi mình có cái công đức rồi á thì cánh sáng nó rất sáng, không có một giờ gì nằm trong đó, đó mình phải căn cứ vào cái này. Bây giờ nhờ sáng quá thì có Phật hiện vô đó, ở đây là đi Như Lai đi dẫn đi giải thoát rồi, theo ông đó là đầu đời. Ông đó là Phật chứ đâu phải ông Như Lai. Bởi vì thành ra trên Kinh Như Ca Đức Phật dạy là thấy Phật với giết Phật. Đó, tại vì mình căn cứ vào này nè. Mình, nếu mà thấy ổng thì giết đi. Ông Phật là cái đất này mà hiện ra là Phật giả. Chứ quay thực tiện nó thực tình cho mình mà tại mình nghe thôi. Thấy có nhiều cái tờ nghe nó hiện ra cái này kia mà lại bắt đầu lại xói đầu luôn. Mà biết ai thì ai có cái ai vậy. Mà Thiền Tâm đã nói những cái bóng đó là bóng giả. Bóng giả ai làm ra? Là do vị thần làm ra. Đấy đất này của ổng mà chưa ổng có thần thần muốn gì đấy. Con người muốn cái gì thì ổng chịu ở đây. Bởi vì Thiền Tông nó ra đời nó bất chuẩn là cái này. Đừng có tin những cái chuyện mà vớ vẩn đó, mà không tin thôi. Chứ giờ biết sao giờ? Cái câu đó là ý gì? Rồi người tu Thiền Tông mà bị vừa mới vào với tu Thiền Tông nhưng mà mình chưa tạo được công đức, nhưng mà mình bị chết với nó kỳ tử thì có giải thoát được hay không? Chưa có công đức hả? Công đức thì lên hồi tiếp. Chứ sao giờ? Chưa có phước đức thì lương hồi phước đức, còn không có thì ở dòng tộc tiếp tục lương hồi tiếp, đã lên làm người để mà. Bởi vì tại sao trong dòng tộc rất đông không chịu đi? Bây giờ tôi hỏi chứ bây giờ đến Việt Nam mà là 90 triệu dân hả? Có ai tu theo đạo thần mấy người, rồi tu theo đạo trời mấy người, tu theo Phật mấy người?
tu đạo Phật thì luân hồi theo kiểu đạo Phật, tu đạo thần thì luân hồi theo kiểu đạo thần, tu đạo trời cũng vậy, tu đạo Phật cũng luân hồi theo đạo Phật. Chỉ có thiền tâm đã muốn không luân hồi phải theo thiền tâm, chỉ còn đường đi ra, không có tu nên nhớ là thiền tâm của tu tìm được con đường đi ra thôi. Chứ nè, tu mới nói tôi vô tu làm rồi thua là anh bị luân hồi rồi, mở miệng ra Ai Di Đà là anh luân hồi rồi, cứ hồi lên trên bởi Ai Di Đà ngồi thiền là muốn giống ngồi thiền là muốn làm thiền sư gì thành A La Hán gì thì thành A La Hán cũng nằm trong quy luật nhân quả này chứ đại đâu. Vì thiền tâm nó gọi là nói chỉ tu để cho người ta hiểu thôi, cái sự thật là không có tu cái gì cả. Nếu anh đã tu là thế nhưng mà phải hiểu cái nguyên tắc này, thiền tâm nó khác hơn mấy cái pháp môn khác ở chỗ này. Vì thế mà thiền tâm ra đó, ta chửi là đúng rồi, là vì người ta tu để ta được cái này được cái kia, thứ nhất là chứng cái này, thứ hai là kiếm được tiền. Còn cái này không cho lấy tiền, rồi không cho tu thì nó chửi là tạm đúng rồi bọn gì đấy. Mà xét về khoa học thì cái này là gọi là tinh hoa đạo Phật nằm ở chỗ này nè. Chắc tu là tự nhiên quả. Ví dụ nhà tôi kể tôi theo đạo Phật đi, tôi chuyên môn hộ niệm gì thì anh học anh rồi cái nghề đi lấy tiền ta chứ đi hậu hộ gì ông Phật còn hậu hộ được mà bà ngồi đây mở cái đầu tràng ra hậu hộ lấy tiền ta, đó là cái mục đích của anh rồi. Thì anh nó là tự tạo nhân quả, anh ăn tiền bây giờ chứ rồi cái kiếp sau phải quay nó lại trả nợ. Cái luân hồi, cái nhân quả luân hồi nó là vậy. Để không hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là dấu hiệu nào cho biết mình là có công đức sáng chứ không phải công đức bị bôi đen? Cái này để ví dụ mình vô mình giúp ta và giác ngộ một cái cái tâm nó trong sáng thì đó là sáng. Còn mà mình bắt buộc để mình giúp người ta thì nó đen, cái đó chỉ vậy. Nhưng mà cái đen sáng mình biết nha, tại mình để ý chứ, tại mình để ý thì mình mới hiểu, mình biết cái này. Cho mình biết đó, giống như bây giờ mình đi bố thí ai đó, mình cho người ta giống cái tấm lòng tốt à, thì cái mình có cái phước đức. Còn mình vô mình cho người ta mà có đến cần hơn thua rồi, nhưng mà bắt người ta làm thứ nhất á, mấy người mà dẫn cái người đi bố thí đứng đầu sai, người này làm sai thì kia mới xin lỗi, thì là cái nào có phước đức chúng ta. Cái đó anh ra bỏ tiền ra lấy quay lấy danh cái gì ra chứ anh có muốn tiếng gì, cái đó là cái nguyên tắc như vậy. Cái đó tự mình biết, có Phật không giảng ra tự mình hiểu mình bố thí kiểu gì mình biết. Chứ còn nếu mà không bao nhiêu này thì không hiểu được đâu. Đầu cái hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là những người ở nước ngoài mà được truyền thiền nhưng mà lại cái đường sáng nó xa xôi quá không có dễ nắm chịu được, nhưng mà họ vẫn muốn nỗ lực để tạo công đức thì khi chết họ có được về, họ có được như Phật là chứng nhận hay không? Cái ở người nước ngoài mà truyền thiền mà không về giữ được, nếu mà có cái tấm lòng nó sáng lắm thì khi nào mà bất cứ một người nào vừa tạo được công đức thì cái vị Phật mà ngày xưa đưa mình vô á thì ta thay đổi mình liền. Mà nếu mình đã về cái nơi mà xuất phát thiền tâm để truyền thiền, nếu về thì người ta nhìn mặt kỹ hơn thì chắc ăn hơn. Về đó mà ta xác định cái ngày anh về Phật giới ngày nào tôi nhận biết mình chết ngày giờ nào mấy giờ đúng không, tôi biết hết tự nhiên là Phật tăng giúp mình về. Còn nếu mình không đến được thì mình phải có công đức rồi thật lớn, có nghĩa là trọng hơn thì vì Phật. Cái này là cái vị Phật đó mình khỏi cần đến này mà không cần truyền thiền, thì cái vị Phật đó bây giờ nó vô đây nó tạo số lượng cái công đức đủ sức rồi, thì Phật nó có một phần theo dõi thôi. Khi mình mất thì ông phải dẫn mình đi theo cái đường để về Phật giới. Nếu việc không đến dự thì bắt buộc phải công đức thật lớn, mà đến truyền thiền nó có lợi cho mình là ta dặn dò, thứ nhất cái lời dặn dò của mình như thế nào thì ta dặn cho kỹ, quan trọng nhất cái lời dặn dò. Còn mình không đến cái bắt đầu có công đức nhiều cái bắt đầu phải không,
mấy ông thần không hiểu ra ta Thích Ca A Di Đà đó thì nó rước đi mình thấy họ làm một cái gì đó không có được cái điều kiện phải có chút nữa lớn và phúc gì phải học được công thức họ cần đến đây được còn tiếp theo là theo con được biết đó tánh Phật ở giữa trung tâm não bộ và nhờ công đức thì nên tánh Phật được phát sáng. Vậy thì tánh Phật phát sáng rồi thì tánh Phật phải rất là rõ ràng chứ sao lại mê mờ như vậy? Có một đức nó phát sáng rồi đó là nó là đó là cái vấn đề phát sáng về vô đen. Nếu mà mình có công đức mà bị vô đen nó không phát thì ông Phật cũng không thật cũng không ấy đâu, ông không giúp được đâu. Nếu mà tất cả những cái mà bị vô đen hoàn toàn Phật không giúp, thôi để ông Phật sao đi ha. Giống như ông ra đời Phật bà của một đời Phật đó, sau cùng Thích Ca mới chỉ mà hơn là ông Thích Ca chỉ, chứ nếu mà ông chắc ngã đi nữa thì thôi đi tiếp. Cái phát ra đó mà phải là cái phát tự nhiên mới được, nó sáng mà ông Phật mới thấy phát là thấy đen rồi Phật cũng né không đủ tư cách gì. Vì thế mà đạo công đức trong cái thiền tâm này mới thạo bằng cái tâm trong sáng, nên nhớ đừng có một chút bận nhơ gì trong đó thì mới là cái công đức mới trọn vẹn. Còn nếu mà có một phần nhỏ trong đó không, mình làm thôi để có công đức đó cho cái tâm để làm sao hoặc là đầu thai trở lại cái dòng điện tâm này nó chưa có mất đầu thai tâm này trong năm mất như vậy rồi mình cố gắng đi. Giờ thành ra mấy người lớn tuổi mà không mất thì mình cố gắng tái sanh lại tìm theo cái dòng điện tâm tu chứ đừng có tái sanh lại đi cúng quy tụ nữa chứ không là đi tiếp tục nữa. Cúng tụng là do nhân quả mà rồi tiếp tục nữa rồi biết gì nào. Thành ra Phật nó một kiếp người hôm nay phải 50 tỷ năm mới ra được chứ đâu phải muốn ra là ra đâu. Bây giờ thiền tông ra đời rồi còn chửi này làm sao mới đã chịu tôi đã xin đã đánh chửi rồi còn lâu mới ra đã chê rồi chê làm sao mà biết đường như ra gọi tiếp đi. Có quý vị là đã hỏi tiếp không mà dạ thưa thầy là nếu mà sau này cái chùa thiền tông mà triển khai được lý thì những người tu thiền tông có nên về đây để mà hộ pháp thiền tông ở đây để giúp đỡ hay không, hay là rút lui về tự tu ở tại gia này? Ông hộ pháp giúp đỡ ông hộ pháp này mà ông nếu hộ pháp giúp đỡ thì còn tu cúng mà nếu thành kim cang mà thành kim cang là cũng không có lực nổi được. Khi mà cái lý nó mạnh quá rồi thành kim cang cũng hút luôn, giống lên lớn như một đắp cái bờ nước ít thì được chứ mà nước nó bão nó tràn nó dạt bờ ra rồi thì đã thua cái tiền tâm này. Thì bây giờ nếu mà cái con người tu hiện giờ muốn giải thoát, 100 người muốn giải thoát thì bảo vệ được, còn mà có một người muốn tu giải thoát thì thôi dẹp đi, cũng phải đi theo người ta. Người ta muốn chuyển cái chùa này trở lại cúng mà có một người trong không được, 100 người ở đây mà 80 người đồng ý thì cái chùa này nó còn sống rồi, còn không phải nó phải đi quen theo quy luật dược lý. Nếu cúng thì phải chịu theo quy luật, theo quy luật dược lý. Cái này thì không có Đức Phật không có nói, mà khi nói là khi mà dòng thiền tâm với lúc nữa truyền ra thì chỉ độ có 1000 người thôi, chưa nãy ai hỏi trong vòng 3000 người thôi. Thì bây giờ mình cố gắng mình nhào vô, còn nếu một cái xe nó chở 3000 người bây giờ mình rách nhào vô cũng được chứ không, bởi vì mình cố gắng mình biết. Và bây giờ mình xem thường quá thì mình cười thôi, chứ bây giờ 10000 năm ông Phật dạy 2500 mấy chục năm mới nói ra, mà giờ nói ra không ai chấp nhận. Mà tôi đã cười rằng tôi nói là tất cả tôi công bố quyền ký này ra, tất cả ai muốn hỏi về cái quyền ký này thật hay là giả đến đây tôi trả lời cho.
nếu tôi trả lời không được, đốt chùa được cũng được không sao, ha, rồi cũng truy tố tôi kiểu gì cũng được, tôi dám nói như vậy được không? Thì bây giờ tại sao tôi nói là đã 2 năm không ai tới? Nhưng mà giờ đó, khi vua Trần Nhân Tông công bố cái quỹ Trần Nhân Tông ra thì giờ bao nhiêu người phản ứng, bảo chùa này là tà đạo. Thì các bạn là hồi nãy tôi mới nói, tôi sẽ làm cái đơn trình đã tà đạo, làm ơn chính quyền và giáo hội trung ương đến để kiểm tra cái chùa này tà đạo, truy tố tôi ra trước pháp luật tà đạo, dẹp cái chùa này đi, đem mấy ông thần vô cúng cũng được không sao, giao là mà hoàn toàn có giao, tôi buông cái gì, tôi sẽ làm cái đơn tôi gửi đi, nếu phải không đâu. Bởi vì nếu mà ngày xưa mà tôi mà thì sư lý nó thảo mà giao 3-4 người, tại sao giao tôi? Không biết bà thấy tôi sao, bà thấy này nó gan chứ mấy kia nhát, chứ mấy kia hù chạy này gần hù được. À, tôi nói về cái chùa này, tôi nói là cái chùa này ngày xưa đó, 1960 đến 70 tôi nuôi 20 ông các bạn đó rồi. Mà bây giờ còn mấy người, có người giống như anh Thảo ở đây, anh Thảo là thiếu tướng tư lệnh mặt trận biên Tây Nam bây giờ, gặp con, một tổng kêu tư lệnh đó, tư lệnh bây giờ con. Đó bây giờ còn cái mà hồi xưa đó nghe tôi nói thật là tôi chứa 20 ông các bạn ở đây, nó hoàn toàn mà mấy cái mà tôi cũng may mắn, không biết sao mà thoát, chứ nếu mà tôi biết được tôi nó sẽ tình tôi nói rồi. Nó là tôi không có sợ. Mà hồi xưa tôi mới Sài Gòn chứ không phải ở đây. Mà tôi mỗi lần tôi về tôi phải chờ người kia làm quen, rồi đi tẩu tôi. Ngoại giao tôi nói cho con bia cho này như thế này. Ấy tôi xin cây thật. Nó thấy cái chùa mà 20-30 người cỡ nào là nó nghi rồi. Mà nó làm không được. Thế mà bây giờ thì thôi. Cái chuyện nó đã chuyển qua rồi, tôi nói sơ cái chuyện vậy thôi. Chứ còn nếu mà cái chùa này về sau mà tôi không còn ở thì ban quản trị quản lý nổi thì còn, quản lý không nổi thì mấy ông vật lý, mấy ông cúng tụng vô cũng lấy thì đáng chịu, tôi hết chịu được. Rồi mà thế thì ông biết anh hỏi là bây giờ chùa Thiền Tông nó còn nó thì anh còn về đây thường xuyên, nhưng mà lại sau này nó biến thành cái chùa vật lý thì anh có cần có phải về đây để mà hộ hộ trì nữa không? Nếu biến chùa vật lý thì mình Thiền Tông vô ai chấp nhận cho mình? Nếu lại biến chùa vật lý thì Thiền Tông vô nó đuổi ra. Nên nhớ là chùa ta vô cúng mà vô nói này là chính của mình nói mà không bị chửi. Nhưng cái chùa đã tiếp quản rồi thì làm sao khi muốn tu thì tâm thì ra gốc cây tu chứ làm sao mà bảo vệ cái chùa này được. Vậy sau này nếu mà những người già mà lớn tuổi mà tái sinh trở lại muốn tu theo Thiền Tông thì cái mặt Thiền Tông chảy đi lên cát á, thì những người trẻ sau này làm sao xác định hoặc là dựa vào đâu để mà biết cái mặt để mà tu đúng thưa thầy? Bây giờ ở đây nó không còn là không có chỗ nào chảy đi được chỗ nào, chỉ nước nó chảy đi nước ngoài thì được, chứ còn trong này chùa Tân Diệu bị cấm rồi, không trong nước không chỗ nào được quyền công bố quyền nghĩ này, là nói quyền nghĩ này là chỉ nước ngoài thôi, chứ còn chỉ cái nước ngoài đó mà bây giờ nước của mình á là được tín ngưỡng tôn giáo á thì cho tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, không ai được quyền ép buộc. Nếu chính quyền thực thi thì chùa này tồn tại, chính quyền không thực thi chùa này mất, trở về chùa cũng có tôi nói thật vậy thôi đó. Nếu bởi vì tại sao cái nguồn Thiền Tông này nó đến cái chùa này là cái quốc gia này là cho tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo, chứ giờ dám đem không cái nước mà người ta về các đạo thần đạo thánh đưa con bố này ra dẹp tức khắc liền thì mình đâu cái này đâu có nói được. Bây giờ không biết cái chuyện ông Phật ông có nói là tồn tại, mà ông nói là khi công bố quyền chế ra thì không quá 3,000 người về phật giới, còn bao nhiêu thì tiếp tục luân hồi chứ đó. Thế là thì mình cái căn cứ nói vậy thôi, chứ còn nói sâu xa nữa thì không nói được, bởi vì cái phạm vi Phật nói chuyện đó thôi.
Khi mà long nữ nhận tận quyền kiếm đề rồi, một thời gian bao nhiêu rồi xong, rồi còn cái chuyện tồn tại không động nói, không nói là vậy đó. Nghĩa là làm sao ba người là cái này là cái bệnh của địa tâm đang rất biết rồi. Mà còn bây giờ mình muốn nó tồn tại là do cái hậu thế này, ban quản trị sao này, có dám đương đầu dưới sự thật không? Lúc còn nữa mà ban quản trị nghe ta hụ cái chạy thôi thì thôi nó lấy đâu. Giống như anh có miếng đất kia, ta lợi ta lấy qua ta thì anh cử ta, còn ta lợi ta lấy rồi đi qua chỗ khác thì nó lấy được phải rồi. Đó là do thế hệ sao? Trong quyển 11 thầy có viết là ở thế giới này là có bốn đạo. Đạo Phật thì do Phật Thích Ca làm giáo chủ, còn đạo Thiên Chúa thì do Giê-xu đại diện cho đạo trời, còn cái phần đạo tiên và đạo thần không biết giáo chủ của hai cái đạo đó là ai, thưa thầy? Nếu nói là giáo chủ của đạo tiên và đạo trời là vị đó là ai, có biết không? Đạo trời, đạo tiên. Giáo chủ là Chúa Giêsu á. Rồi còn giáo chủ ai? Đạo tiên là không biết cái bạch á. Đạo thần thì bây giờ là coi trong nước mà đây là nó tên là ông gì á, Trương Tử Nha đó. Trong cái chuyện ông Phật, đạo Phật, Chúa Giêsu và đạo trời, Cương Tử Nha là đạo thần, Lý Thế Bạch là đạo tiên, các bốn ông đó bổn thân quản lý một đạo. Thầy nói Phật nhãn là nhìn thấy trùm khắp hết càng không vũ trụ. Vậy thì tại sao mà những người được truyền thề mà giác mặt đó, thì tại sao Phật nhãn không nhìn thấy rõ được mặt, tại sao này? Bây giờ chỉ có ông Phật thì mới nhìn thấy. Do mình nói thì rồi có chuyện thì con thấy đâu đâu. Cái Phật nhãn khi nào mà, bởi vì tôi nói là khi nào mà bỏ cái trung ấm thân á thì Phật nhãn mới mở ra được. Mà trung ấm thân vừa mở ra thì mới thấy cái đất này, toàn cái đất này là tam giới này và nhiều tam giới khác được. Phật nhãn phải vào trung tâm vận hành luân hồi, có nghĩa là điện từ âm dương nó trở về cái ngôi vị của nó thì Phật nhãn mới mở ra được. Mà phải đến đó mà vừa mở ra được là mình đành thành là đã bay trôi về Phật giới rồi, chứ không có trả lời nói cho bà con nghe được đâu. Thì làm sao con thầy? Dạ, con hỏi là cái vị Phật mà theo mà chứng minh phân thân như mình á là người đó nhìn thấy khắp, nhưng mà tại sao lúc mình giác mặt á thì cái vị Phật á lại không thấy được mặt mình? Mình giác mặt thì bởi vì tôi nói là có nhiều công đức nó sáng đi tận biết, khỏi tới đây truyền tiền cũng được, phải có công đức thật nhiều. Còn công đức là không tới, mà thứ nhất là công đức mà nó không phát sáng ra thì không bỏ luôn, không dồn tới nữa. Giống như công đức mình khi mà vô sơn đen thì thôi, không ai biết cái đó là cái gì. Ông Phật cũng biết cái thân, nhưng mà đều là cái nguyên tắc không đem về vẫn được. Tất cả những gì mà người ta chuyển những cái người mà như thế nào để về một cơ quan nào là thì người đó sẽ trong sạch, không có đưa vô. Chứ mà lấy ăn mà nó buông, đưa không ai đưa vô.